Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, trong đêm giao thừa ngày Chủ nhật 7 tháng 2 2016, nhằm ngày 29 tháng Chạp năm Ất Mùi, cùng với các nhà thờ trong cộng đồng, giáo sư Westminster đã cử hành thánh lễ đón giao thừa một cách trang nghiêm với sự hiện diện đông đảo các giáo dân và các hội đoàn giáo xứ. Để tìm hiểu thêm về cộng đoàn, chúng tôi đã nói chuyện với ông Trần Tuấn, nguyên chủ tịch cộng đoàn Westminster, và được ông cho biết. Hôm nay là lễ giao thừa. Giao thừa thì như quý vị cũng biết là Việt Nam chúng ta có một cái nghi lễ giao thừa, rồi chúng ta còn nhớ đến tổ tiên, rồi chúng ta tế lễ cổ truyền, đúng không anh ạ? Rồi dâng hương lên Thiên Chúa để cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã ban cho chúng ta suốt một năm và chúng ta để đón mừng năm mới. Và đây là như quý vị cũng biết là đây là rất là vui mừng cho cộng đoàn chúng tôi, là có các em của đoàn Trống Thiên Ân và đoàn Múa Linh của đội Lê Chua Maria, cũng như trường Westminster là có thầy Bảo Khang, rồi cùng tất cả các em ở đây đến đây để giúp cho cộng đoàn giáo xứ để có một cái không khí ngày xuân, cũng như hình ảnh Múa Linh, rồi Trống Thiên Ân, rồi đốt pháo, đúng không ạ? Đốt pháo cũng giống như Việt Nam, như chúng ta may mắn hơn nữa là ở Việt Nam không có được đốt pháo, nhưng mà ở bên Mỹ chúng ta lại được đốt pháo. Sau phần tế lễ cổ truyền trước bàn thờ Tổ quốc, thánh lễ giao thừa đã được bắt đầu do linh mục Phạm Ngọc Tuấn làm chủ tế cùng hai linh mục và một thầy phó tế. Chúng tôi xin kính chào và đón chào tất cả quý bà cùng xem từ khắp mọi nơi chúng ta đến đây trong thánh lễ giao thừa này. Đối với người Việt Nam, giờ phút giao thừa là giờ phút linh thiêng quý báu nhất của chúng ta, để chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban chúng ta năm cũ và chúng ta xin Chúa chúc lành cho năm mới. Cho nên trong thánh lễ này, xin tất cả mọi người chúng ta cùng hợp ý cầu nguyện cho quê hương, cho hội Việt Nam, cho tất cả mọi người Việt Nam chúng ta đang tản mát khắp các nơi, nhất là cộng đoàn dân Chúa chúng ta tại thành phố Westminster này, để xin Chúa luôn luôn chúc lành, xin Chúa luôn luôn hướng dẫn chúng ta trên con đường của Chúa, và xin Chúa giúp cho chúng ta đến mỗi ngày trong năm mới này chúng ta luôn luôn có Thiên Chúa ở cùng. Vì khi nào có Chúa thì chúng ta được tất cả mọi sự. Đó là chúng ta xin Chúa ban cho tất cả những người đã qua đời được hướng đến thiên đàng là mùa xuân vĩnh cửu, mà Chúa đã hứa ban cho tất cả mọi người chúng ta cùng tất cả những lý lễ trong ngày hôm nay. Giờ đại xin Chúa tha thứ tội lỗi để chúng ta xứng đáng cử hành mọi thánh lễ. Kính thưa quý khán thính giả, thánh lễ giao thừa tại cộng đoàn Westminster miền Nam Cali sau các nghi thức phục vụ công giáo. Khi thánh lễ vừa kết thúc, ngoài các phần biểu diễn trống, múa lân chào mừng năm binh tân của các con em trong giáo xứ phụ trách, còn có phần đốt pháo và tặng pháo bao mừng tuổi. Trong đó còn có lời chúc và vé số trúng thưởng với lô độc đắc là 200 đô la. Và thánh lễ đã kết thúc sau lời chúc mừng năm mới của cha giáo xứ Phạm Hoàng Tuấn cùng các linh mục đồng tế. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phóng sự nơi đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.